Xin chào anh em, mình giới thiệu với anh em một cây guitar Morris nha anh em nha. Cây này Morris dáng đàn khá là đẹp luôn anh em. Cây này là Morris MF256TS Made in Korea. Series này được sản xuất tại Korea nha anh em nha. Thì anh em cũng biết hàng Morris là hàng chính hãng của Nhật. Có cây sản xuất Nhật, có cây sản xuất Korea, thường những cây Korea thì ngoại hình nó sẽ đẹp nha anh em nha. Ngoại hình anh em thấy không? Rất là đẹp nha. Còn Nhật thì nó lâu năm hơn, đàn Nhật thì chất lượng nó cao hơn nhưng mà nó lâu năm hơn cho nên nó sẽ cũ hơn nha. Nếu mà hai cây tương đương thì chắc chắn một cây Nhật nó sẽ cao giá hơn nha anh em nha. Đàn này sản xuất tại Korea, vẫn là hàng chính hãng của Nhật, đời mới hơn cho nên nó đẹp hơn nha anh em nha. 256TS Made in Korea, ngoại hình đàn thì khá là đẹp luôn anh em, khá là đẹp nha. Tất nhiên đàn đã qua sử dụng mà thì nó có một vài vết nước xước, nó nhỏ lắm, nó nhỏ không đáng kể luôn anh em. Lát mình sẽ quay gần cho anh em coi nha. Tổng quan cái đàn nó là rất là đẹp. Cần phím cái này nhẹ êm, dễ chơi nha anh em. Action của đàn còn rất là nhiều cho nên anh em mình có thể nâng lên hoặc hạ xuống tùy ý. Khóa là khóa zin của đàn luôn anh em, khóa rất là đẹp luôn nha. Lưng đẹp nè. Đó, tổng quan cái đàn vẫn là một cây đàn rất là đẹp sau nhiều năm sử dụng nha. Hàng của Nhật họ bền lắm, hàng chính hãng Morris mà. Chất lượng rất là tốt mà giá là rất là rẻ luôn anh em. Cái đàn này mình chỉ bán với giá là 2.200.000 thôi, giá rất là tốt nha anh em nha. Giá rất là tốt luôn, ngoại hình đẹp, chất lượng tốt và đàn mình ship đi tỉnh, anh em đặt cọc giùm nha. Có nhiều anh em mới chưa biết liên hệ với shop mình đặt, mà đặt không thì thôi, không có đặt cọc là mình không có giao đi đâu anh em. Tại vì mình chỉ có một cây đàn thôi nha, mình bán giá rất là tốt, rất là rẻ và đàn mình canh chỉnh rất là ok cho anh em chơi luôn. Thì cái đàn nào mình giao đi tỉnh cũng phải chắc chắn là người khách đó họ mua mình mới giao đi. Chứ không có kiểu mà giao đi để anh coi được, anh lấy không được thì thôi, vậy không có rồi. Mình cứ để cửa hàng mình thôi, anh em nào coi thì cứ đến cửa hàng mình coi nha. Còn thật sự muốn mua, cần mua cái đàn là thật sự là mua thật đó nha anh em nha, thì mình mới giao đi và đơn hàng đó phải có đặt cọc nha. Nhiều anh em không đặt cọc mà muốn cứ giao đi như vậy thì mình không bao giờ mình giao luôn, không bao giờ giao nha. Mình bán tại cửa hàng thôi, anh em đến coi vừa ý anh em lấy, chứ mình giao đi rồi anh em khác mua lại không có để mà bán cho người ta. Trong khi giao cho mấy anh rồi mấy anh coi xong rồi có khi mấy anh lấy, có khi mấy anh không lấy. Có nhiều anh đặt lần 5-7 nơi vậy đó, giao đến nơi coi hết cây này cây kia, thậm chí là giao cho có, đặt cho sướng miệng thôi chứ cũng không mua nữa. Có nhiều anh đặt cho uy tín vậy đó. Anh uy tín lắm, trong xóm này anh uy tín, ai cũng biết anh đó. Trong xóm biết nhau chuyện bình thường rồi, nhưng mà vấn đề anh đặt hàng anh có lấy hay không à. Có nhiều anh gọi FaceTime với mình nè, ở trời ơi, thấy cái mặt anh là mày biết anh uy tín rồi, cứ yên tâm đi, chuyện này chuyện nhỏ, giao đến nơi bơm liền anh em. Giao đến nơi là đủ thứ lý do để bơm luôn, bỏ hàng không lấy luôn mà. Có nhiều anh đặt cọc luôn, đặt cọc xong đến rồi lý do này lý do kia rồi không lấy, đủ vấn đề anh em. Cho nên phải bảo đảm đơn hàng đó phải có đặt cọc mình mới giao đi nha anh em. Anh em thông cảm giùm, vấn đề này mình cũng đã nói nhiều lần rồi, mình nhắc lại để cho những anh em mới, anh em không biết, những anh em chưa quen với shop mình nha. Còn những anh em đã mua, đã quen với shop mình, coi có nhiều anh em coi clip mình 2 năm trời rồi, rất là rành rồi nha. Bên mình lúc nào cũng nhận cọc rồi mới giao hàng đi, và đảm bảo luôn luôn hàng sẽ đến nơi anh em. Nếu mà trong quá trình vận chuyển hàng có vấn đề gì thì bên mình sẽ chịu trách nhiệm và mình đền cái khác cho anh em liền nha. Anh em cứ yên tâm vấn đề đó, cho nên đừng có ngại vấn đề mà lỡ vận chuyển có vấn đề gì thì sao nha. Bên mình vận chuyển đi là có vấn đề gì bên mình chịu cho anh em, yên tâm. Chỉ nhận hàng đúng giống như quảng cáo vậy thì anh em nhận thôi nha. Rồi, tổng quan cái đàn là đẹp nha anh em. Morris MD256TS giá mình đang bán là 2.200.000 nha anh em. Tổng quan cái đàn đây mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Đây là tem của đàn nha anh em, Morris modem LMF256TS. Ở dưới có đầy đủ thông tin của đàn, anh em thấy không? Made in Korea bên phải màn hình nha, bên phải cái tem nha anh em. Đàn chất lượng tốt và nguyên zin 100% luôn. Rồi, tổng quan cái mặt tớp của cái đàn đây anh em coi nha. Mặt tớp là đẹp hết nha anh em nha, mặt tớp là đẹp. Ở đây, đây, không phải xước nha, không phải xước. Nè anh em thấy cái đường này không? Cái đường này, với cả cái đường này là giống như kiểu lấy một cái viết gì đó anh em, giống lấy cái viết gì đó đạch lên á, giống như kiểu cái viết may đồ hay gì á, mà thấy nó viết vô vết sơn, cái này phải chùi đánh cà na, đánh cà na đồ đánh dữ lắm, không biết nó có ra mình chưa làm thử. Mà nó không phải chạy xước nha anh em, nó không phải chạy sơn luôn. Nó giống như hai cái vật nó chạm vào nhau, nó quẹt cái rồi nó dính chắc vô luôn vậy đó, chứ nó không phải là chạy nha anh em nha, không phải chạy nha. Rồi còn cần phím thì ngon nha, nó không phải chạy xước gì đâu. Cần phím thì ngon nè, khóa đẹp Morris là hàng chính hãng nha. Khóa đây, khóa hơi bị xịn luôn anh em, để mình coi coi. Khóa đẹp nha, khóa đẹp. Cần ngon lành nè. Lưng đàn đẹp nè. Lưng đẹp. Eo đẹp. Đó, ngon nha. Đây,
em đàn rồi, sẽ đo action test cần phím cho anh em coi. Action của đàn dây số 1 đẹp nè anh em, chuẩn nè. Đó. Dây số 6 nè. Đó, dây 6 ngon lành nha. Rồi test cần phím cho anh em coi. Âm rất là ok nha anh em. Anh em nào cần một cái đàn dáng nó nhỏ gọn thì chơi cái này là ok đây. Âm vừa hay, dáng vừa nhỏ gọn, ngoại hình vừa đẹp nữa, hàng thương hiệu luôn. Cần phím ngon lành anh em, không rè, không tẹt, không lỗi, không bị vấn đề gì nha anh em nha. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe, anh em cảm nhận cái âm mộc của đàn. Tiếng nó thanh, nó sáng và rất là trong nha anh em nha. Ngoại hình đẹp, chất lượng tốt, âm hay, giá chỉ có 2.200.000 thôi nha anh em nha. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.